Miền quê Đông Bắc thân mến chào tất cả quý vị khán giả của kênh Miền quê Đông Bắc nhé. Hôm nay xin mời toàn thể quý vị đến theo chân mình đến thăm một cái mô hình của một đồng chí thanh niên rất là trẻ tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhé. Đây, trước hết mình cho quý vị xem quang cảnh ở khu vực này. Cái điểm đầu tiên mình thấy ở đây là nguồn nước rất là đẹp. Đây, ao của đồng chí trẻ chủ hồ đây, Định Thảo, có một biệt danh rất là đặc biệt, có một đại lý ở ngoài ngay của thôn Bó Cậu, xã Phúc Sơn đây nhé. Bây giờ mình sẽ cùng anh ấy cho xem cho đàn cá của mình ăn nhé. Đấy, cái tiếng gõ này là một cái tiếng quen thuộc. Mỗi lần anh đến chăn cá thì anh sẽ gõ như này để đàn cá đã bắt đầu tập trung vào đây rồi. Đây, và toàn thể quý vị, theo lời giới thiệu của chủ mô hình thì mỗi lần gõ như vậy thì đàn cá nó bắt đầu đến đây này. Quý vị có thể nhìn thấy nó bắt đầu đến tập trung đến đây rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem anh ấy cho ăn nhé. Đấy, quý vị có thể thấy là đàn cá bắt đầu ăn rồi. Do nó ngược nắng nên là không thể nhìn thấy hết được, mà mình sẽ lại gần để xem. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy mặt nước chuyển động là biết cá nó ăn như nào rồi. Giới thiệu với bà con, đây là cám tự chế nhá. Ngô, bột sắn, cá khô xay ép thành viên. Đây, bây giờ mình sẽ review xuống nước nhé, để các bạn xem cái tiếng chuyển động của cá nhé. Đây, và bây giờ mình sẽ hỏi để chủ mô hình xem là ở dưới ao hiện giờ đang có những dòng cá gì, và khi nào thì thu hoạch và đã nuôi được bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ Định có thể chia sẻ với mọi người biết là ở dưới ao hiện giờ đang có những dòng cá gì là chủ đạo. Vâng, chào tất cả các bạn. Hiện tại ở dưới ao này là mình đang nuôi 3.000 chấm. Chấm cỏ mấu cỡ loại 2 lạng đến có to đều cân. Với lại 3.000 chép. 3.000 chép. Rô phi thì 200 con. Rồi. Mình chuyên gia về cá giống, cá chấm, cá chép giống. Rồi. Với lại một số cá khác nữa. Anh chị em bạn bè ai có nhu cầu cá chấm cá chép giống thì cứ liên hệ Định Thảo nhé. Thì để mà liên hệ được với chủ mô hình này thì mình sẽ để lại cái số điện thoại ở ngay bên dưới đường link bên phần mô tả của video nhé. Quý vị có nhu cầu ở gần lân cận khu vực xã Phúc Sơn này thì nếu mà muốn nhu cầu mà mua cá giống loại cỡ lớn rồi thì chúng ta có thể liên hệ qua số điện thoại. Đây, bây giờ mình sẽ cùng review cho các bạn xem là khi cá vào ăn ồ ạt là nó sẽ như thế nào nhé. Đây, quý vị có thể quan sát được cá chấm giống nhé. Như vậy là theo chia sẻ của chủ mô hình thì nuôi bắt đầu từ cỡ cái tàn thuốc lá, cái đầu lọc thuốc lá, đến nay là cũng được 8 tháng nuôi rồi. Từ khi chuyển về ao này thì được mấy tháng, thì bắt đầu chuyển từ ao này về là chuyển từ ương sang thả xuống ao là mấy tháng? 8 tháng. Ươm ở bể 1 tháng. Ươm ở bể 1 tháng. Vâng. Thì bây giờ thả ra đây được 8 tháng rồi. 8 tháng. Đấy, thì quý vị có thể quan sát thấy là cá chấm rất là đều luôn. Cá đẹp, giờ đang rất là đẹp đây này, đẹp đều lắm. Đã đến tuổi để xuất bán làm giống. Đấy, như thế này ai mà có nhu cầu mua về nuôi lại thì phải nói thật sự là
quá đẹp luôn, để mà giống như thế này mà mang về chúng ta nuôi lại, bắt đầu chăn cỏ chứ là ăn đi trâu luôn. Cỏ ăn hát rồi. Đấy. Vâng, quý vị đây có thể nhìn thấy một khu vực này là tất cả các diện tích ao quanh khu vực này là một mô hình của đồng chí trẻ này. Tất cả đồng chí trẻ luôn, mình sẽ còn đến đây để tham quan và review đến toàn thể quý vị nhiều tập tiếp theo. Bây giờ mình sẽ theo chân chủ mình đi chăn cái ao cá giống mới này nhé. Đây và quý vị, chúng ta sẽ tạm chia tay đối với cái ao cá này. Rồi chúng ta sẽ di chuyển ngay sang phía bên theo chân chủ mô hình đến chăn tiếp cái mô hình ao cá giống, đa phần là cá chép nằm tại ao này nhé. Mình sẽ theo chân chủ mô hình đến để chúng ta cùng tham quan nhé quý vị nhé. Đẹp thế thì nó ăn nhìn ấy lắm, nhìn khỏe, cá khỏe lắm, nhìn đẹp. À cũng có, nó cũng có một cỡ lớn hơn rồi đấy. Cỡ đấy là cá thịt. Cá thịt rồi nhỉ. Mới ghép. Rồi. Thì khoảng nó khách yêu cầu ăn cá thịt thì bắt ra. Rồi. Vâng, như quý vị có thể quan sát đây, tại sao mà những cái bể này lại nuôi được mật độ cá dày như thế. Đây, cái bí quyết là nó ở cái chỗ này. Đây mình có thể lấy điểm để cho quý vị có thể nhìn thấy nhé.
Đây sau khi ở trên bể nhá, cái thức ăn mà ở trên bể này ta chăn này, khi cá nó thải ra rồi thì nó sẽ động xuống đáy và nó sẽ đây này, nó sẽ tự tự khi cá ăn nó quậy nó sẽ tự chảy ra đây hút và hút tiêu lên hút lên đây. người ta hút lên Cái này là cái ống này đặt ở đáy nhá, chỗ sâu nhất đấy các bạn nhé, khi sức ép của nước mà đây khi nhá, nó mình kể cho mọi người xem để nó hút lên nhé. Cái đấy. này để này không phải chỉ có thùng kia đâu, đây nó hút lên này, À, đây thế là nó ra đây hết. đấy ra đây hết này, Chứ đấy mình chứ không phải là đi 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 rửa đấy, như thế là hết rồi. đấy đấy rồi đấy. À, chỉ cần hạ hạ một tí này thôi. Nên để này cứ phải vài tháng rửa dần được, ok. Rồi. Mà trong trong cả quá trình nuôi nó rửa lần được cả này rồi, như À. hệ thống như thế, nhưng mà nước cấp vào là phải đều Nước cấp nhé, vào thì đều rồi. nước cấp vào đều. Đấy thì mình cứ để này nó tiêu vào bên kia bao nhiêu nó đầy thì nó sẽ đẩy lên đây. Vâng, Bể nào cũng thế. để nào hết Bể nào cũng thế nhỉ. Rồi. Đầy đây đất. nên bể này em nuôi mật độ đang đúng dày đấy, Rồi. không phải vừa để đấy đâu.